Sáng ngày 28 tháng 2, Công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Công đoàn viên chức tỉnh, mùng 2 tháng 3 năm 1993, mùng 2 tháng 3 năm 2023. Sau 30 năm thành lập và phát triển, Công đoàn viên chức tỉnh đã chú trọng đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với từng cơ quan đơn vị. Đến nay, Công đoàn viên chức tỉnh đã có 56 công đoàn cơ sở với 4.400 đoàn viên. Chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở từng bước được nâng cao, xây dựng đội ngũ công chức viên chức vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đã có 915 sáng kiến cấp tỉnh, cấp bộ và trên 33.000 sáng kiến cấp cơ sở được ghi nhận. Hàng năm có trên 98% công đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công đoàn viên chức tỉnh đã vinh dự được tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trong tình hình mới, Công đoàn viên chức tỉnh phát huy truyền thống, chủ động đổi mới sáng tạo trong hoạt động, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Tại lễ kỷ niệm, Công đoàn viên chức tỉnh đã vinh dự được nhận cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhiều tập thể cá nhân được nhận bằng khen, giấy khen của Liên đoàn Lao động tỉnh.